Chào bạn ạ. Bạn đã học ở tại Chinese một khóa học rồi, không biết là bạn có thể chia sẻ cảm nhận của mình khi mà mình học ở tại đây được không ạ? Trước đây thì em là người khá là nhút nhát, nhưng mà từ khi học tại trung tâm này thì em cảm thấy mình đã năng động lên rất là nhiều. Và khi học tại trung tâm này thì em đã tìm thấy chân ái của mình. Tình cũng như là hỗ trợ mình trong những cái buổi mà mình không đi học rồi đấy, còn kèm cặp cho mình.